vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thị Phương. Có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng được đường cong gợi cảm của Dương. Chào Phương, bạn có thể cho biết tại sao bạn lại tưởng tượng được cái đường cong tuyệt mỹ đó? Và bạn cảm giác thế nào khi nghĩ đến đường cong đó? Nó sờ trước mắt, đứa nào chẳng thấy. Tớ muốn hỏi bạn Việt Sách là một người vãng lai. Bạn có tưởng tượng được đường cong của bạn Dương không? Mai Anh. Anh không biết. Khánh. Đó điều không thể với tớ. Anh Park. Anh có tưởng tượng được đường cong của Dương không? Xin lỗi, anh Park đang ăn kẹo mút và mồm anh đã chật cứng những thứ bậy bạ rồi. Chúng ta sẽ quay lại với anh sau. Cái này tớ không biết. Chào chị. Chị có tưởng tượng được đường cong của Dương không? Tưởng tượng không phải tưởng tượng. Xin giới thiệu lại, chị Uyên là một cô gái sinh năm 1984, cũng không trẻ trung gì cả, nhưng thực sự là một đứa rất lắng giờ thì chả biết cái gì cả. Chính vì thế mà chúng ta sẽ bỏ qua chị Uyên và đến Huy Ngựa. Thôi rồi, thực ra tớ cũng không biết. Thế cậu cũng không tưởng tượng được gì chứ? Thực ra tớ nghĩ nó rất là thô kệch. Rất thô kệch, không đúng với những gì mà Phương tưởng tượng. Còn Di Con Dom, anh là một người nổi tiếng với rất nhiều những scandal. Anh có suy nghĩ gì về đường cong và sự tưởng tượng mình của không Phương? Không muốn suy nghĩ về đường cong nào của Dương cả. Vâng, thực ra thì những đường cong của Dương cũng có vẻ như là không hấp dẫn cho lắm. Vậy thì quay lại Phương, sau khi Phương đã nghe những lời tâm sự rất là của mọi người thì Phương nghĩ sao về cái sự tưởng tượng của mình? Nó có quá đáng? Bình thường. Tại sao bạn lại nghĩ là Dương có một đường cong đẹp đẽ như vậy? Hay do bạn xem quá nhiều những tạp chí và những bộ phim trên những trang web đen mà tiêu biểu như lợi ích như anh Duy Con Đom vừa nói? Phương, bạn hãy cho mọi người biết cảm xúc của bạn. Giọng điểm tĩnh. Vâng, và Phương, những điều bậy bạ ư? Giờ thì chúng ta đã có câu trả lời, mặc dù không thành lời nhưng ai cũng hiểu là chính vì cái sự bậy bạ của Phương mà Phương có thể cảm nhận được Dương như Khánh và rất nhiều người đàn ông khác có những đường cong tuyệt vời mặc dù họ không hề có những đường cong như vậy. Chương trình của chúng ta xin kết thúc ở đây. Xin chào. It's a dance song for all my thugs in the club that don't dance. Just be in the back, arms folded.